kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người cao tuổi vui khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình là sân chơi dành cho người cao tuổi, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình, các đội sẽ làm quen, giao lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình. Các đội chơi sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi: làm quen, trả lời nhanh, sống vui và tuổi cao gương sáng. Ở phần thi làm quen, các đội sẽ giới thiệu về đội chơi của mình và cố vấn của chương trình sẽ chấm điểm theo thang điểm là 10 điểm. Lưu ý những đội nào có phần làm quen, cầu kỳ công phu bằng các hình thức như là hát, múa, thơ, tiểu phẩm thì sẽ được cộng điểm hơn. Phần thi thứ hai đó là phần thi trả lời nhanh. Ở phần thi trả lời nhanh thì chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan tới sức khỏe của người cao tuổi và đưa ra các đáp án trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Và các đội sẽ lựa chọn câu trả lời đúng. Đội nào rung chuông trước thì sẽ có quyền trả lời trước và mỗi một câu trả lời đúng thì đội đó sẽ giành được 2 điểm. Ở phần thi thứ ba đó chính là phần thi sống vui. Ở phần thi này thì các đội sẽ thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình bằng các hình thức như là hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện. Và phần thi thứ tư đó chính là phần tuổi cao gương sáng. Ở phần thi này thì chương trình sẽ đưa ra một tình huống cụ thể liên quan tới các vấn đề xung quanh cuộc sống của người cao tuổi và các đội sẽ đưa ra những ý kiến biện luận riêng của đội mình. Cố vấn của chương trình sẽ nhận xét và chấm điểm cho hai đội. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, đội tôi là đội Hoa Phượng Đỏ, đến từ câu lạc bộ Dưỡng Sinh Ỉ La. Tôi Khuy Đoàn, đội trưởng. Tôi Lệ Dung. Tôi Thúy Nhàn. Tôi Hồng Nhung. Đội Hoa Phượng Đỏ xin kính chào quý vị. Chào, xin mời các bác ạ. Kính thưa quý vị khán giả, tôi Thanh Quý, đội trưởng. Tiếp sau đây là bạn Thanh Hà. Tiếp theo đây là bạn Đỗ Nghiên. Và tiếp nữa là bạn Thúy Trinh. Đội Nắng Mai xin kính chào quý vị. Vâng, và vừa rồi thì hai đội đã vừa thể hiện xong phần làm quen của mình. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần thi trả lời nhanh. Ở trong phần thi trả lời nhanh thì sẽ có 5 câu hỏi được đưa ra theo hình thức là trắc nghiệm. Các đội sẽ lựa chọn những phương án đúng và đội nào có rung chuông trước thì sẽ có quyền trả lời trước. Sau đây thì cháu sẽ trao cho hai đội trưởng hai chiếc chuông ạ. Và các bác lưu ý là khi mà cháu chưa đọc dứt câu hỏi mà các bác rung chuông thì đó cũng chính là phạm quy và sẽ không được tính điểm ạ. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình đưa ra. Protein, chất đạm đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của người cao tuổi? A. Tạo ra các kháng thể giúp chống đỡ bệnh tật. B. Vận chuyển dưỡng chất và thuốc. C. Duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Và D. Tất cả các phương án trên. Cháu xin mời đội Hoa Phượng ạ. Vâng, tôi thay mặt cho đội Hoa Phượng trả lời câu hỏi của chương trình đưa ra. Protein nó rất cần trong cơ thể cho nên tôi chọn cả 3 đáp án đó. Và đáp án đúng của tôi là A, D. Bạn đội Hoa Phượng đã lựa chọn đáp án D và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ hai, thực phẩm nào sau đây chứa protein tốt hơn cho người cao tuổi? A. Đậu, đỗ, lạc, vừng. B. Nội tạng động vật. Và C. Thịt. Cháu xin mời đội Nắng Mai ạ. Tôi xin thay mặt cho câu lạc bộ Nắng Mai xin trả lời là phương án A. Các bác lựa chọn đáp án A đó là đậu, đỗ, lạc, vừng và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Nắng Mai. Câu hỏi thứ 3, chất béo có vai trò gì với sức khỏe người cao tuổi? A. Cung cấp năng lượng cho cơ thể. B. Hấp thụ vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ. Và C. Cả hai phương án trên. Xin mời đội Hoa Phượng ạ. Tôi thay mặt cho câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ xin trả lời phương án C ạ. Các bác lựa chọn đáp án C đó là cả hai ý trên đều đúng và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ 4, thực phẩm nào dưới đây chứa chất béo có lợi cho sức khỏe của người cao tuổi? A. Mỡ động vật. B. Dầu ô liu. Và C. Thức ăn nhanh. Vâng, dạ xin mời đội Nắng Mai ạ. Tôi xin chọn phương án B là dầu ô liu. Các bác lựa chọn đáp án B, dầu ô liu. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần thi trả lời nhanh. Chất xơ giúp người cao tuổi phòng ngừa những căn bệnh gì? A. Táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. B. Béo phì. C. Ung thư trực tràng. Và D. Tất cả các phương án trên. Cháu xin mời đội Hoa Phượng Đỏ ạ. Đội Hoa Phượng Đỏ xin trả lời là phương án D ạ. Các bác lựa chọn đáp án E đó là tất cả các phương án trên và xin chúc mừng đội Hoa Phượng Đỏ. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 5 câu hỏi ở phần thi trả lời nhanh thì các bác đến từ đội Hoa Phượng Đỏ đã trả lời chính xác được 3 câu hỏi, còn các bác đến từ đội Nắng Mai đã trả lời chính xác được 2 câu hỏi. Và như vậy thì cả hai đội đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Một lần nữa xin chúc mừng cả hai đội.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thi sống vui. Lắng nghe câu hát đó.
một mình bác khăn gói biệt ly. Cùng quay trở lại với chương trình Người cao tuổi vui khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức hai tiết mục văn nghệ mà hai đội mang đến trong phần thi Sống Vui. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ tư, cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình. Đó chính là phần thi Tuổi cao gương sáng. Ở phần thi Tuổi cao gương sáng thì chương trình sẽ đưa ra một tình huống cụ thể liên quan tới các vấn đề của người cao tuổi và các bác sẽ đưa ra những ý kiến biện luận riêng của đội mình và cố vấn của chương trình sẽ lắng nghe và nhận xét chấm điểm cho cả hai đội. Các bác đã hiểu rõ thể lệ của phần này chưa ạ? Hiểu rồi. Vâng, và chủ đề mà chương trình đưa ra đó là con trai và con dâu của các bác muốn ra ở riêng, tuy nhiên thì người bạn đời của các bác lại không đồng ý và cho rằng là muốn ở cùng với nhau để vừa vui vẻ và có gì thì còn giúp đỡ được nhau ở trong cuộc sống. Vậy thì là người ở giữa thì các bác sẽ có những cái cách giải quyết như thế nào ạ? Cháu xin mời cả hai đội, các bác sẽ có 5 phút để suy nghĩ để đưa ra những ý kiến riêng của đội mình. Thời gian dành cho cả hai đội bắt đầu. Thời gian dành cho cả hai đội đã hết ạ. Vâng ạ, xin mời đội Nắng Mai sẽ đưa ra phần hùng biện của mình ạ. Đội Nắng Mai đưa ra ý kiến của mình như sau. Khi con trai và con dâu muốn xin ra ở riêng, nhưng người bạn đời, có nghĩa là người chồng của tôi, không đồng ý, thì tôi sẽ cùng với người chồng của tôi, những lúc mà ngồi dỗi, hai vợ chồng sẽ nói với nhau, vì các con đã lớn rồi, các con đã sống với chúng ta từ bé đến giờ, các con bây giờ đã trưởng thành. Do vậy, bây giờ chúng ta gả vợ, cưới chồng cho chúng con là như các cụ ngày xưa đã nói, cơm chín bần ra. Do vậy, nên là ông nên nghe tôi cho các con ra ở riêng để các con có hướng phấn đấu. Vợ chồng mình mà không cho các con ra ở riêng thì các con sau này nó không thực hiện được cái mục đích của nó thì nó sẽ bảo là nghĩ rằng bố mẹ cấm đoán. Nếu như mà người bạn đời của tôi mà vẫn có một ý mà vẫn không đồng ý thì tôi sẽ dần dần mưa dầm thấm lâu, tôi sẽ nói để cho ông ấy hiểu rằng các con chúng ta là thời đại, bây giờ là thời đại mới. Và hai nữa, khi các con đã có ý định chúng nó ra ở riêng là chúng nó sẽ có mục đích của chúng nó rồi, nên chúng ta không nên cấm các con. Các con có ra ở riêng thì các con vẫn ở quanh chúng mình. Và hai nữa, hàng ngày tôi và ông vẫn đón đưa con cháu cho chúng nó đi học. Thế là chúng ta đã mãn nguyện về cái tuổi già của mình. Người ta có câu con hơn cha thì nhà có phúc. Nếu các con ở riêng sau này ấy, mà chúng nó xây được một gian cửa, gian nhà to hơn tôi với ông này thì chúng ta sẽ mát mặt hơn. Đấy, đó là ý kiến của tôi. Nên ông ạ, ông nên nghe tôi để cho các con xin ra ở riêng. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn các bác đến từ đội Nắng Mai và sau đây xin mời các bác đến từ đội Hoa Phượng Đỏ ạ. Vâng, tôi thay mặt cho đội Hoa Phượng Đỏ xin trả lời tình huống đưa ra của chương trình ạ. Có một buổi tối khi cả nhà tôi đang ngồi uống nước thì con trai tôi có đặt vấn đề với vợ chồng tôi là con xin phép bố mẹ cho chúng con xin ra ở riêng. Thì chồng tôi cũng thấy sửng sốt và giật mình và ông đứng dậy bỏ vào trong buồng, ông bảo ông không đồng ý. Sau đấy tôi cũng khuyên con tôi là thôi cứ từ từ để mẹ sẽ khuyên bố sau. Tôi cũng để một vài hôm sau tôi cũng những lúc mà hai vợ chồng ở nhà, những lúc chăm rau hay là cùng nhau tưới rau hay là chăm hoa hay là cùng nhau uống nước, tôi cũng tâm sự với chồng. Thôi hoàn cảnh của mình ngày xưa cũng rất là khổ, chúng mình cũng ở riêng tự lập mà có mới có được như ngày hôm nay, thì thôi bây giờ con cái chúng mình nó cũng lớn rồi anh ạ, chúng mình nên để cho con nó tự lập mà con cái nó cũng hứa là mình vẫn đi lại với chúng mình mà nó cũng ở gần thôi, thì mình cũng không có cái gì mà phải lo là con cháu nó không về. Cháu vẫn thường xuyên cho ông đi đón. Chồng tôi
tôi thì lại nghĩ là sợ rằng là ở bên ngoài người ta có dị nghị là không hiểu làm sao con nó tự nhiên lại phải đi ở nơi khác. Thì tôi cũng khuyên với chồng rằng là cuộc sống gia đình mình thì mình tự lo, chứ không phải nghĩ anh cứ phải lo gì đến thiên hạ cả. Đấy, bản thân chúng mình đấy, thì ngày xưa cũng có gì đâu, cũng vất vả mà. Đến bây giờ chúng mình cũng có một cái cơ ngơi như thế này rồi. Thôi anh ạ, để cho con cái nó tự lập, nó vươn lên trong cuộc sống. Biết đâu sau này con cái nó thành đạt, nó hơn chúng mình thì sao? Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các bác đến từ đội Hoa Phượng Đỏ. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời cố vấn của chương trình bác Nguyễn Đăng Vượng sẽ lên nhận xét và chấm điểm cho hai đội ạ. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ban biên tập chương trình, thưa hai đội chơi. Hôm nay tôi rất vui được ban biên tập mời tham gia cái chương trình. Xin gửi tới quý vị khán giả cũng như toàn thể các hai đội chơi lời chúc sức khỏe. Với cái chủ đề của chương trình hôm nay thì tôi thấy là hai đội chơi cũng đều đã đề cập là đúng trọng tâm. Tôi xin nêu ra một số các cái quan điểm và ý kiến như sau để cho hai đội chúng ta cùng nhau tham khảo và chúng ta thống nhất cái nhận thức. Tức là tình huống mà chương trình đưa ra đó là con trai và con dâu của gia đình là xin được ra ở riêng để cho các cháu được độc lập, được tự do, phát huy. Thế thì người bạn đời của bạn ấy là chưa nhất trí và cho rằng ấy là ở phải ở chung vào thì nó vui cửa vui nhà, phải không ạ? Thế và đồng thời nó còn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Thế thì tôi thấy là như thế này. Thực ra chúng ta phải xem xét đi vào cái hoàn cảnh cụ thể của các gia đình. Hiện nay ấy, thì cũng rất nhiều gia đình ấy, là sống theo cái gia đình nhiều thế hệ. Có ông bà, có con cái, có các cháu đã. Đấy. Thế người ta vẫn sống là rất là hạnh phúc và rất là đầm ấm, rất là hòa thuận. Mà nhất là Việt Nam chúng ta, phải không? Tức là vẫn còn một cái truyền thống, tức là kính trên nhường dưới, thế rồi là ở trên bảo dưới nghe, thì những cái đó vẫn không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của con cái cả. Thế nhưng mà tuy nhiên là thế này, xã hội ngày càng phát triển mà con cái của chúng ta cũng đã có những cái nhận thức được học hành tử tế rồi, phải không ạ? Thế thì chúng nó cũng muốn là được độc lập ra để mà phát huy hết những các cái tiềm năng sáng tạo của mình để cho làm sao trong cuộc sống nó cũng bằng anh bằng em, chứ không còn phải trông chờ vào bố mẹ nữa. Thế thì như thế cái suy nghĩ của con cái cũng đúng, phải không ạ? Suy nghĩ của con gái cũng đúng. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái suy nghĩ của người bạn đời của chúng ta cũng có những mặt đúng. Đấy. Đúng là sống chung vào gia đình thì rất là vui, rất là đầm ấm. Thí dụ như là ông bà, rồi con cái, rồi các cháu. Và quả thật đấy là nó cũng có những cái mặt đấy là rất là thuận lợi. Tôi nói ví dụ như là cái việc ấy là chăm sóc các cháu, trông nhà trông cửa thì ông bà làm tốt lắm. Thế nhưng mà cái hạn chế ở đây là con cái nó có cái phần ấy là có phần là ỷ lại. Đấy, có phần ỷ lại. Nên nó không phát huy được cái tính năng động sáng tạo đấy, trong cái cuộc sống, trong công tác nói chung. Thế thì hai cái ý, hai cái luồng tư tưởng của hai người tôi cho rằng ấy là chúng ta thấy rằng cũng có những mặt đúng. Thế bây giờ chị, người ở giữa đây ta phải xem xét là như thế nào, phải không ạ? Thế thì như hai đội đã đưa ra được những ý kiến là chúng ta đồng tình với cái việc cho con ra ở riêng. Đấy. Thế nhưng mà chọn cái thời điểm như thế nào, thế khuyên can ra làm sao, phải không? Tâm sự, thế rồi là trao đổi. Và tìm những các cái thời gian thích hợp để chúng ta coi như cũng là một việc lớn trong gia đình, phải họp gia đình. Tôi nói ở đây có hai cái giả thiết như thế này. Bố mẹ, tức là ông bà đấy, là có lương hưu thì rất thuận lợi, tự chủ trong kinh tế và đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà có nhiều người ở trong nông thôn hoặc là kinh doanh ngoài chẳng hạn, thì người ta không có lương hưu, bây giờ tuổi già rồi. Thì tất nhiên là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con, phải không ạ? Thế thì bây giờ con cái cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để nuôi dưỡng, cấp dưỡng, nuôi dưỡng ông bà, phải không ạ? Thế thì
chúng ta phải đưa những vấn đề đó ra để thảo luận ở trong gia đình, tùy với cái điều kiện cụ thể. Thế nếu mà chúng ta đã nghỉ hưu rồi thì nó rất là thuận lợi, dễ thôi, phải không ạ? Cho các cháu ra ở riêng để cho coi như các cháu tự phấn đấu, tự chủ, coi như là về mặt kinh tế, thế rồi về mặt những các cái quan hệ, nói chung là nó cùng một thế hệ thì nó dễ đồng cảm hơn. Nhưng đằng này nếu nhiều thế hệ nó sẽ có cái xung đột, phải không ạ? Giữa tư tưởng của người già với lớp trẻ nó cũng có những cái xung đột. Thế thì từ chỗ đó chúng ta phân tích những cái mặt trái, mặt phải, và đồng thời tùy cái hoàn cảnh cụ thể chúng ta quyết định. Và vợ chồng, tức là hai ông bà, phải bàn bạc thống nhất. Nếu như chúng ta có lương hưu thì nên để cho các cháu độc lập, để coi như các cháu là phát huy được cái sáng tạo của mình. Đấy, để tự lực tự cường và vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng mà nếu như chúng ta mà không có lương hưu thì phải bàn đến vấn đề các cháu phải hỗ trợ về mặt tài chính cho để mà phụng dưỡng bố mẹ chứ. Thì những vấn đề đó chúng ta cũng phải thoạn thảo bàn bạc ở trong gia đình. Thế thì hai đội cũng đã nêu lên được những vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa nêu được mở rộng ra để cho nó thấu lý đạt tình, phải không ạ? Để trên cơ sở đó đưa ra những cái quyết định cho nó chính xác. Thế thì tôi thấy là hai đội đều nêu lên được một số các cái ý kiến rất là trọng tâm rồi. Thế thì về phía điểm cho điểm ấy, thì tôi thấy là hai đội chúng ta cũng đều được là 9 điểm. Vừa rồi thì cố vấn của chương trình bác Nguyễn Đăng Vượng đã nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội. Và cả hai đội đã rất xuất sắc giành được số điểm là 9 điểm. Một lần nữa xin chúc mừng cả hai đội. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là hai đội Hoa Phượng Đỏ và Nắng Mai đã vừa hoàn thành xong 4 phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được công bố số điểm. Đội Nắng Mai phần thi thứ nhất được 7 điểm, phần thứ hai Trả Lời Nhanh được 4 điểm, phần thứ ba Sống Vui được 9 điểm, phần thứ tư Tuổi Cao Gương Sáng được 9 điểm, tổng số điểm là 29 điểm. Đội Hoa Phượng Đỏ phần thứ nhất 7 điểm, phần thứ hai 6 điểm, phần thứ ba 8 điểm, phần thứ tư 9 điểm và tổng số điểm là 30 điểm. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với số điểm là 30 điểm, các bác đến từ đội Hoa Phượng Đỏ đã giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng! Và đứng ở vị trí thứ hai với 29 điểm là đội Nắng Mai. Xin chúc mừng đội Nắng Mai. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Người Cao Tuổi Vui Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được khép lại tại đây. Các bác ở các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ dân ca trên địa bàn tỉnh có thể đăng ký tham dự chương trình theo địa chỉ chương trình Người Cao Tuổi Vui Khỏe, Phòng Văn Nghệ và Giải Trí, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Còn bây giờ, chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.